Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với chuyên mục Điểm tin tối tại SNews vào ngày 9 tháng 3. Và mình là Minh Anh, ngay bây giờ hãy cùng với mình đến với phần điểm tin. Hôm nay ngày 6 tháng 3 sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Trailer phim điện ảnh Em và Trịnh, diễn viên đóng vai Trịnh Công Sơn bị soi dùng kính hàng hiệu. Cảnh sát đã tìm ra được kẻ chụp hình và phát tán hình ảnh thay đồ của Nancy trong nhóm nhạc Momoland. Nam thanh niên bị đánh cắp chiếc xe SH mặc dù đã tắt chế độ D nhưng vẫn bị mất, và nhiều tin tức đáng chú ý khác. Mới đây, đoạn trailer dự án phim về cuộc đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tên là Em và Trịnh của đạo diễn Phà Gia Nhật Linh. Nam diễn viên đóng vai Trịnh Công Sơn đã bị soi rằng dùng kính của một thương hiệu nổi tiếng. Phải thực hư câu chuyện này là như thế nào? Đây là bộ phim kể về cuộc đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bộ phim Em và Trịnh mới đây đã khiến dư luận xôn xao nhờ đoạn video những hình ảnh đầu tiên vô cùng thơ mộng. Đặc biệt tạo hình gần như sao y bản chính của diễn viên trẻ Avin Lu trong vai Trịnh Công Sơn cũng trở thành tâm điểm sự chú ý vì vẻ lãng tử. Trong đoạn trailer này, những người yêu thích thời trang ngay lập tức nhận ra một chi tiết tạo hình của Avin Lu. Cặp kính mắt màu đen gọng dày khá giống với mẫu kính của hãng Chateau Monster đang được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Nhiều khán giả hài hước bình luận rằng hóa ra Em và Trịnh là một bộ phim xuyên không và gu thời trang của Trịnh Công Sơn trong phim quả là đỉnh của chớp. Tuy nhiên thì chiếc kính mà Avin Lu đeo trong phim thực chất là khá giống mà Trịnh Công Sơn đã từng sử dụng. Cặp kính này theo nhiều người cũng đến từ một thương hiệu mới nhưng mà là của Việt Nam chứ không phải là Chateau Monster. Và phim điện ảnh Em và Trịnh dự kiến sẽ ra mắt vào dịp Giáng sinh 2021 này. Vào tháng 1 vừa qua, thông tin Nancy, một thành viên của nhóm nhạc Momoland đã bị phát tán hình ảnh khi thay đồ sau hậu trường của buổi lễ trao giải tại Việt Nam đã khiến cho cả xứ Hàn cũng như cộng đồng K-pop châu Á chấn động. Một thông tin vào ngày 9 tháng 3 hôm nay thì cảnh sát cũng đã tìm ra được kẻ chụp ảnh lén và phát tán hình ảnh. Ngoài ra còn có một thông tin liên quan tới giao dịch tiền bạc. Mới đây, công ty quản lý MLD Entertainment đã chính thức thông báo cho biết đã tìm ra được người chụp ảnh lén và lan truyền ảnh nhạy cảm của Nancy, thành viên nhóm nhạc Momoland. Ngoài ra, phía công ty cũng cho biết cảnh sát đã tìm ra được kẻ danh tính đầu tiên là quay lén, phát tán những hình ảnh của Nancy và kẻ thứ hai là dùng những hình ảnh này để giao dịch tiền bạc. Một số cư dân mạng khác, chưa rõ là quốc tịch Việt Nam hay là Hàn Quốc, có liên quan đến vụ việc cũng đang bị điều tra. Trước đó, thì vào ngày 11 tháng 1, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh Nancy bị chụp ảnh lén khi đang thay đồ. Được biết, những hình ảnh trên được chụp tại hậu trường lễ trao giải Asian Artist Award diễn ra ở Việt Nam vào năm 2019. Ngay sau đó, thì phía công ty khẳng định những hình ảnh của Nancy đã bị chỉnh sửa ác ý, đồng thời thể hiện sự tức giận những hình ảnh riêng tư của nghệ sĩ bị lan truyền. Tại thời điểm đó, thì đại diện công ty cho biết Nancy khá là suy sụp tinh thần nên rất hy vọng mọi người không bình luận ác ý. Phía công ty cũng đã nhanh chóng có những hành động pháp lý mạnh mẽ đối với những người đã phát tán bức ảnh trên. Một sự việc diễn ra mới đây, một nam thanh niên đang uống cà phê tại Hồ Tây thì bị kẻ trộm lấy cắp chiếc xe SH của anh. Điều đáng chú ý và lo ngại rằng anh đã tắt chế độ đề xe nhưng kẻ trộm vẫn lấy cắp bằng cách là dẫn bộ. Vụ việc xảy ra tại Quảng Khánh, Hồ Tây, từ ngày 7 tháng 3 lúc 16 giờ đến 17 giờ 30. Mình có ngồi cà phê tại đây và bị nhảy mất một chiếc xe SH 150i biên kiểm soát 29D1-11773, dán đỏ Candy. Hiện vụ việc đã được trình báo cơ quan công an. Anh em đi đường hoặc gặp ở đâu thì xin liên hệ cơ quan công an gần nhất và liên hệ với chủ xe gấp. Theo trích xuất từ camera có thể thấy thì có hai thanh niên đi xe máy dừng lại ở vỉa hè, sau đó thì một nam thanh niên bước xuống, đứng nhìn ngó chiếc xe SH một lúc rồi dắt xe lùi xuống đường. Tên trộm ngồi lên xe định mở khóa nhưng không được, sau đó thì dắt bộ luôn vì chiếc xe đi mất. Vì chiếc SH này là phiên bản đời 2011 nên là không có chế độ còi chống trộm. Sự việc sau khi lên cơ quan công an trình báo thì ban đầu, quán nước không chịu nhận trách nhiệm về việc làm mất xe, quán không hề có bảo vệ hay không có biển hay dán giấy để khách tự bảo quản. Sự việc này đã khiến cho nhiều dân mạng chỉ biết cách bày tỏ sự chia buồn với anh và mong rằng mọi người cần nên nâng cao cảnh giác để đề phòng trộm cắp. Một cuộc tranh cãi giữa nam phi công và nam tiếp viên của một hãng hàng không đã khiến cho dân mạng chú ý vì một lý do là sử dụng buồng lái và cách quản lý khách hàng đã khiến cho hai người bị thương và bị đình chỉ công việc. Vụ tấn công bắt đầu từ một cuộc tranh cãi kéo dài 50 phút trên chuyến bay DZ6297 từ thành phố Nam Thông đến thành phố Tây An, Trung Quốc vào ngày 20 tháng 2. Khi xảy ra sự việc thì người phi công đang sử dụng nhà vệ sinh thì một hành khách khoai hại nhất cũng muốn sử dụng. Phi công này đã yêu cầu hành khách về đợi tại chỗ ngồi nhưng người này vẫn tiếp tục đứng chờ. Lúc rời khỏi nhà vệ sinh và nhìn thấy hành khách vẫn đang đứng đợi ở cửa, phi công đã trách mắng nam tiếp viên phụ trách khoai hại nhất vì không làm tròn trách nhiệm gây ảnh hưởng tới an toàn chuyến bay. Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy thì nam phi công đã tỏ ra thái độ gay gắt, sau đó hai người đã lao vào ẩu đả. Khi hỗn chiến kết thúc thì người phi công bị đấm gãy răng, còn nam tiếp viên thì bị đánh gãy tay. Người tiếp viên sau đó thì không được quay về cùng với chuyến bay. Hãng hàng không Đông Hai cũng đã xác nhận sự việc này vào ngày 7 tháng 3 và thông báo đình chỉ công tác phi công và nam tiếp viên. Sau sự cố trên, hãng hàng này cũng đã đang tiến hành nâng cấp tổng thể an toàn của các chuyến bay. Được biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên các hãng hàng không có trụ sở thâm quyến xảy ra những vụ bê bối như trên.
Mới đây, một tính năng mới của Facebook đã khiến cho nhiều người chú ý, có tên là Take a Break, dành cho những ai muốn giảm sự tương tác với đối phương trên Facebook của mình. Nhiều người dùng Facebook gần đây khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Facebook xuất hiện tính năng Take a Break, nghe như là tính năng cập nhật thêm phần thông tin tình trạng mối quan hệ. Tính năng này cho phép người dùng hạn chế tối đa việc nhìn lại ký ức buồn về một mối tình cũ trên dòng thời gian mà không cần phải hủy kết bạn hoặc là chặn nửa kia của mình. Theo đó thì khi người dùng chuyển đổi trạng thái quan hệ từ hẹn hò sang độc thân, Facebook sẽ tự động gợi ý sử dụng tính năng này. Dùng Facebook cá nhân thế nào là quyền riêng tư của mỗi người, có người thì quanh năm không thấy update tình hình, có người thì mỗi giờ đăng một ảnh, đây là vấn đề mà hoàn toàn không thể có quyền kiểm soát được. Nên tính năng Take a Break sinh ra để phục vụ cho điều đó, bạn hoàn toàn có thể quyết định được mình sẽ xem gì trên news feed cá nhân của mình. Và ngay bây giờ hãy cùng với SD chúng mình cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19, thời tiết, giá xăng dầu và giá vàng. Bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta vừa cập nhật những tin tức nổi bật có trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.